Anh cũng thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và test chất âm cho các bác nghe một combo loa full 30 rất hay. Và trong video này, phần cuối video, em sẽ báo giá cho các bác combo này. Combo này thì trong tầm giá, giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhá, cho các bác chơi. Các bác có thể thay thế thùng loa này các bác, hoặc các bác mua combo này về dựng mới lên thùng để combo này vừa tiền mà chất lượng luôn cho các bác. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật của combo loa full 30 này. Ở đây thì em lên cho các bác là combo loa full 30 JBL. Cấu hình chơi full đơn, một bát 30 và một chiếc kèn 450. Đây, sử dụng củ bát này các nhá. Đây là củ bát 30 mới, mẫu mới tinh luôn. Và đây là mẫu 2022. Chất lượng hơn các bác nhá. Con này các bác để ý không? Sưng nhôm. Đấy, đường kính bát 30 này. Và nâng cấp lên là bản gân vải 3 gân tẩm dầu các bác nhá. Màng đen và nón đen, nhưng các bác để ý nhá. Cái dòng bản 2022 này, trên mặt trên của màng này, nó dệt những sợi bông thủy tinh này, nó lấp lánh này. Đấy, xịn sò luôn các bác nhá. Màng gõ tay phải vào phải có độ lẩy, nên khi lên thùng các bác đánh nó mới chắc tiếng được. Hát karaoke nó tiếng chắc đình nịch luôn. Đây, bản xương đây. Em đã nói đầu những xương nhôm các bác nhá. Rất là cứng cáp luôn. Con này chịu đòn rất tốt. Hát cực hay luôn. Lên thùng tiếng sáng lắm. Còn mặt T của nó T nhẵn và 500W trở kháng 8 ohm trên một cái loa. Bản này của nó là từ 170 các bác nhá. Đấy, từ dày và bích dày, bích thép. Kẹp lỗ bích thép màu đen. Con này côn 63 nhện màu vàng. Đây, dưới màng cũng chi chít những sợi bông thủy tinh. Tại vì đây là combo này, là linh kiện của China, Trung Quốc. Và để phối ghép với cái với bát này thì em đi với dòng chép này cực kỳ hay luôn. Đây là dòng chép 450 JBL, con này nắp nhựa màu đen và của nó là ren xoáy các nhá. Đấy, mặt bích thép trắng. Chép này từ 120 côn 44 luôn. Đấy, đôi chép này em đang bán là 650 một đôi. Đấy, nãy chưa báo giá đôi bát thì em đang bán là 1.550.000. Và đôi phân tần. Sử dụng phân tần này là phân tần full đơn. Một bát một chép, input ở đường nguồn. Phân tần này có cái mã là BA-5, mạch phíp màu xanh nước biển, hai tụ. À nhầm, hai cuộn đồng, ba tụ và hai trở. Con này có bóng đen chống cháy chép luôn nha. Phân tần này trong tầm giá này, phân tần này cũng chất lượng luôn, tải tốt luôn cho các bác. Đôi phân tần BA-5 này đang bán là 550 một đôi. Đây là nguyên một cái combo này, nguyên một cái set combo này lên. Rồi các bác nhá, sau đây em sẽ mở lại nhạc để test cho các bác nghe chất âm. Và cuối video em sẽ báo giá lại một lần nữa cho các bác. Ok. Các bác thấy không? Bác đánh tiếng sáng, chép nảy. Ở đây là em đang test sống ở ngoài nhé. Khi về các bác đưa nó vào thùng á, nó cộng hưởng lên, nó còn to hơn nữa, tiếng hay hơn. Đây gọi là test trơn ở ngoài thôi, còn muốn âm thanh chuẩn thì phải vào thùng cơ. Ở ngoài nó đã hay như này rồi các bác. Combo này về cho các bác lên thùng chơi mọi dòng nhạc non top, remix, nhạc vàng, hát karaoke tưng bừng khói lửa luôn. Tính đâu cái combo này có 2.750.000 một cái combo này thôi, quá rẻ. Chất âm sắc nét,
rõ ràng. Đây. Mở cái bản nhạc này nhé. Đây là bản nhạc test loa truyền thống với những dòng mà cái bản nhạc này toàn những dòng nhạc kiểu nhạc vàng không lời á. Bản này thì cho các bác nghe rõ luôn là tiếng sáng. Quay luôn. Combo này cam kết cho các bác trong tầm giá vừa tiền mà lại còn chất lượng luôn. Em xin dừng nhạc các bác nhé. Với một combo này thì bên cửa hàng em nhận lên thùng, dựng thùng luôn với combo này. Anh em báo giá lại cho các bác nhé. Đôi bát này đang bán là 1550 này, cộng đôi chép là 650 này, cộng đôi phân tần là 550 này. Đấy, bác nào mua nguyên một combo như này giá sẽ là 2.750.000. Các bác có thể bóc lẻ ra mua rời từng thứ theo đôi. Có bán rời đôi bát này, đôi chép và đôi phân tần. Còn bác nào muốn dựng thùng luôn thì alo về bên cửa hàng nhé. Để nhà em dựng luôn một đôi loa full cho các bác, có thùng luôn. Gọi trực tiếp về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 72. Hai số này nhà em có Zalo. Mua hàng các bác có thể điện trực tiếp vào kết bạn nhắn tin qua Zalo các bác nhé. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.